Có nhiều bạn nói mình rất là ít đi giao thiệp, cứ lo đi làm. Cái điều đó có đúng hay không? Thì video này mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lò Khởi Nghiệp. Các bạn, cái điều quan trọng ở đây á, không phải là bạn thường xuyên đi nhậu hay là đi giao thiệp hay là bạn đi cà phê. Cái điều quan trọng đó các bạn, bạn đi gặp người nào, bạn chơi với ai, thì cái đó là quan trọng, rất là quan trọng cho cái sự thành công và cái sự giàu có của các bạn. Bây giờ mình nói các bạn nè, bây giờ các bạn đang làm công ăn lương thì các bạn chơi được với ai? Và đặc biệt ở Việt Nam nữa, bạn có thể chơi được với sếp bạn không? Mà ở bên này á, mình thích đi chơi với những người sếp của mình ngày xưa đó các bạn. Bây giờ mình là sếp của chính mình rồi. Bây giờ mình thì có nhân viên rồi chứ không có sếp nữa. Sếp mình là vợ mình á. Nói các bạn, nói đùa vậy thôi. Các bạn đi chơi á, các bạn hãy chọn người để các bạn đi. Các bạn chơi với ai mà mỗi lần bạn tiếp xúc với người đó có cái gì đó để bạn học người ta, có cái gì đó để bạn phát triển cái bản thân của bạn. Bạn đi nhậu thì phải nhậu vừa phải, không phải tới nhậu để quắt cần câu các bạn, không phải để nhậu xong rồi móc họng ra để cho mà ói, không phải để nhậu với đối tác để cho người ta biết là bạn có nhậu. Bạn làm như vậy nó chỉ có hại sức khỏe cho bạn thôi, mà chén chú chén anh rồi hơn thua nhau rồi thế nào cũng ra gây sự. Mình nói á, trong cuộc đời mình á, không có bao giờ quắt cần câu, không có bao giờ nhậu. Nhậu một chai là một chai, không hơn không không kém, một chai là một chai đó các bạn. Rượu thì uống một chút xíu vậy thôi các bạn, cho dù nể hay có phục hay gì đó thì một chai mình nói tủ lượng mỗi người có hạn, vô đó ngồi nói chuyện để học hỏi kinh nghiệm của những người kinh doanh khác, học hỏi kinh nghiệm của những người thành công, họ làm sao để họ thành công được như vậy, họ làm sao để họ giàu có như vậy. Mình có rất là nhiều cái để học các bạn, bất cứ người nào bạn gặp cũng có cái bạn học hết, nhưng mà quan trọng á, là bạn nên chọn những người đã thành công, đã giàu có rồi bạn học. Tại vì họ không phải tự nhiên mà họ thành công, mà cũng không phải tự nhiên họ giàu có các bạn. Nhiều bạn cũng có thể trả lời nói là tại vì họ ba mẹ họ giàu có. Không có đâu các bạn, ba mẹ giàu có thì dù sao con cái của họ cũng học được cái vận mẫn, những cái cách để họ kinh doanh được các bạn. Thì bạn hãy chơi với những người đó, chơi với những người đó đi, rồi mỗi ngày bạn học thêm một chút xíu thì cái kiến thức về tài chính của bạn nó tăng lên. Ngày xưa đó các bạn, khi mình không có tiền để mua những cái laptop 1.000 đô, khi đó mình còn đang ở Sài Gòn á, nhưng mà mình vẫn thích mua những cái laptop tốt để mình về mình xài các bạn. Mình chơi với mấy thằng bạn mình nó cũng học chung cùng lớp với mình luôn, nhưng mà trong lớp thì nó cũng có nhiều loại bạn lắm nha. Rồi sau đó là mình hỏi, ủa sao thằng này lúc nào nó cũng xài laptop mới vậy? Cái nó nói tao xài laptop mới để cho mọi người biết là tao có đồ mới tao xài hoài. Rồi bắt đầu người ta sẽ tò mò, người ta curious, người ta tò mò. Thì tò mò tao sẽ nói cho người ta biết là tao là dân buôn bán laptop, ai muốn laptop loại nào tao cũng đưa được. Tại vì nó là chuyên nhập hàng xách tay của nước ngoài về để nó bán các bạn. Nó có anh chị em nó ở nước ngoài. Đó các bạn, từ hồi năm 18, 19 tuổi đã có những người bạn của mình làm ăn như vậy rồi. Thì mình chơi với nó, tất nhiên là mình không có đủ tiền mua được các bạn. Ba mẹ cho tiền còn chưa đủ đóng tiền học nữa, mình cũng phải lo đi cày, đi dạy thêm rồi này nọ để phụ, để đóng tiền học các bạn. Thì đóng tiền học rồi mình cũng vẫn muốn mua cái laptop đó. Rồi bây giờ mình nói nó, bây giờ tao có thể làm gì giúp mày để có thể là tao sở hữu được một cái laptop. Cái nó nói mày bán được một cái laptop thì tao đưa mày 10%. Vậy là mình tính trong đầu mình, vậy là tao bán được 10 cái laptop thì tao sẽ có được một cái laptop. Ok, rồi bắt đầu bán. Thôi các bạn hãy suy nghĩ ngược á các bạn. Người ta gọi là suy nghĩ ngược, suy luận ngược á. Khi bạn muốn một cái món hàng đó thì làm sao bạn muốn được cái món hàng đó? Muốn làm sao muốn được, rồi nó nói ok, bây giờ có commission, có hoa hồng, mỗi cái nó cho mình 10%, thì có nghĩa là mình phải bán cho 10 người thì mình có cái laptop rồi, thì mình đâu có mất gì đâu các bạn. Hàng nó mua về mà đâu phải mình. Nó có một cái list khoảng 10 cái laptop vậy, mình chỉ đi bán. Thứ nhất mình bán cho ai? Cho tất cả những bạn học viên ở trong trường á, những bạn lớp khác mình biết thì mình cứ bán thôi. Mình qua mình nói ok, bây giờ mình có những cái laptop như thế này nè, các bạn có muốn không? Thì bây giờ bạn đặt cọc cho mình 5%, 10%, mình lấy máy tới cho các bạn coi. Đó, ví dụ như vậy các bạn. Rồi coi, cái đó là ngày xưa nha các bạn. Ngày nay thì mình không biết. Ngày nay thì có nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng mà ngày xưa là cái laptop nó đẹp mà nó ghiền lắm các bạn. Rồi mình cũng đã có, sau khi mình làm việc với nó thì mình cũng đã có một hai cái laptop các bạn. Rồi. Ok. Sau khi mình bán hết trong cho các bạn học sinh viên ở trong trường, mình nói chuyện với họ muốn không thì cho coi, mình lấy, nếu mà ta đặt 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 cọc và mình cho người ta coi
đem máy của thằng bạn mình tới cho nó coi, rồi nó ở nó phụ mình luôn. Rồi ok, xong mình bán, mình bán được khá là nhiều. Sau đó mình về mình nói những cái người mà quen với mình, gia đình mình, rồi anh chị em của mình, rồi họ nói giới thiệu cho bạn bè của họ rồi này nọ. Mình nói ok anh chị, cô dì chú bác gì đó muốn laptop không, con đem về cho coi. Thì sau khi mà mình đã bán được một số laptop rồi, bạn mình nó tin tưởng rồi, nó giao cho mình một cái để mình đem về cho người ta coi. Như vậy đó, nhìn vô cái laptop hồi xưa nó đẹp lắm các bạn. Ở Việt Nam hồi xưa chưa có laptop thịnh hành nên laptop rất là đẹp đó các bạn. Thì bắt đầu đi bán laptop như vậy, rồi bắt đầu đi như vậy, rồi sau đó mình sở hữu được một cái laptop, mình vừa sử dụng mà mình vừa lấy nó làm hàng demo luôn đó. Rồi bắt đầu mình chụp hình những cái laptop khác, mình chụp hình sẵn ai muốn coi thì mình nói ok nó cũng giống giống vậy nè mà nó có những cái khác khác, mình đưa hình cho người ta coi, lên mạng coi video rồi này nọ. Thì đó là cái cách mình làm từ hồi nhỏ đó các bạn. Các bạn hãy suy luận ngược và các bạn hãy chơi với những người mà giúp các bạn có được kiến thức về tài chính, họ chỉ cho bạn cách buôn bán làm ăn. Như vậy á, bạn nghĩ là ok làm vậy, làm con buôn nó mới thành công, mới giàu có được các bạn. Bất cứ một giao dịch nào khi bạn làm là bạn phải đều có thỏa thuận thương lượng, rồi khảo giá, rồi bán hàng, tất cả những cái đó, rồi marketing, sale, chốt sale, tất cả mọi cái thứ đó bạn phải học. Không học mấy cái đó không thành công được đâu các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Các bạn thấy hay cho mình cái thumbs up và hãy chia sẻ giúp mình cái video này cho mọi người cùng xem ở trên tường các bạn. Các bạn thấy ai mà cần cái video này, các bạn hãy gửi video này cho họ để cho họ có thể xem và họ có thể phát triển được cái khả năng và cái kiến thức về tài chính và coi như là khả năng bán hàng của họ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.